Vâng, và chắc hẳn nhiều người đã thức trọn một đêm để có thể tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này. Mỗi người đều có cảm nhận riêng khi mà thời khắc chuyển giao sang năm mới qua đi. Nhưng tôi nghĩ rằng tốt đẹp và may mắn là những điều mà người dân đang trông đợi và kỳ vọng. 2020 đã qua và năm mới 2021 đã tới với nhiều niềm hy vọng mới. Nhiều địa phương trên cả nước thì đã tổ chức các hoạt động sôi động, ý nghĩa để phục vụ người dân đón chào khoảnh khắc đặc biệt nhất trong năm. Dù điều kiện thời tiết, phong tục mỗi nơi mỗi khác, nhưng không khí chuyển giao vẫn luôn ngập tràn niềm vui ở khắp mọi miền của đất nước. Tại Hà Nội, hàng chục nghìn người dân đã đổ về khu phố đi bộ quận Hoàn Kiếm để thưởng thức chương trình âm nhạc và đếm ngược từng phút bước sang năm mới. Dù thời tiết khá lạnh với nền nhiệt dưới 14 độ C kèm theo gió rét, nhưng lượng người dân đổ ra đường vẫn rất đông. Lực lượng an ninh chốt chặn tại các điểm ra vào để đảm bảo giao thông thông suốt và đảm bảo an toàn dịch. Năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm: Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất và sân vận động Mỹ Đình. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, đêm giao thừa, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành đại tiệc của âm thanh và ánh sáng chào đón năm mới 2021. Từ 20 giờ, sân khấu Countdown bắt đầu nóng lên với sự xuất hiện của các ca sĩ rapper trẻ nổi tiếng. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện lễ hội ánh sáng chào năm mới 2021 được thực hiện bằng công nghệ thực tế ảo mở rộng ngay tại phố đi bộ. Với chủ đề Thắp sáng tự hào tại khu vực ngã 6 thành phố Huế đã tổ chức chương trình Huế Countdown 2021, thu hút hàng nghìn người tham gia. Đây là một sự kiện âm nhạc quy mô lớn, góp phần kích cầu ngành du lịch của tỉnh sau một năm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai. Thời tiết trong đêm cuối năm mặc dù có mưa bay và gió lạnh, nhưng không khí chào đón năm mới 2021 của người dân cố đô tại sân khấu chính của chương trình rất sôi động. Tại Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2021 với chủ đề Cần Thơ hội nhập và phát triển. Chương trình gồm các tiết mục ca múa, biểu diễn xiếc, nhảy dance sport sôi động do các ca sĩ, diễn viên nhà hát Tây Đô và các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh trình diễn.